It's time for World Underground Wrestling. Yeah.
kính thưa quý vị, chương trình giao lưu văn nghệ tối ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Và kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình giao lưu văn nghệ tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ được của nghệ nhân đến từ Nhật Bản. Thưa quý vị, nghệ thuật cánh hoa Nhật Bản được gọi là Ikebana, là sự thể hiện các phong cách nghệ thuật khác nhau của các loại hoa. It's time for World Underground Wrestling.